Xin chào mọi người, em là Nhung, đã từng là thành viên đồng hành cùng GV 4 năm. Năm nay sinh nhật 20 tuổi của GV. Em xin chúc GV ngày càng lớn mạnh, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhân viên, là sự lựa chọn hàng đầu của mọi khách hàng. Kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và ngày càng thành công. Xin chào quý công ty, mình tên Duyên ở Salon Phú Quận Nhất. Mình cũng là đối tác của công ty 2-3 năm rồi. Mình đánh giá sản phẩm của công ty chất lượng phù hợp với tiêu chí người tiêu dùng. Được biết hôm nay là sinh nhật 20 năm của công ty TB Việt Nam. Mình xin kính chúc công ty ngày càng phát triển rộng rãi, vươn tầm bay xa khắp mọi nơi, được nhiều salon biết đến tin dùng. Xin chào mọi người, em tên là Tiên, em là bạn của anh Chí Thành. Thì vô tình được biết thì tháng 10 sắp tới đây sẽ là sinh nhật 20 năm của công ty TB. Em xin được chúc cho công ty ngày càng thành công và phát triển bền vững hơn, đưa ra được những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn đến với những người tiêu dùng. Sau cùng em xin chúc cho những thành viên trong công ty ngày càng yêu thương, gắn bó và đoàn kết để có thể đưa công ty đi được những chặng đường xa hơn và dài hơn nữa. Xin chào tất cả mọi người, các thành viên của đại gia đình TB Việt Nam. Em là Nguyễn Chí Thành, hiện tại đang là nhân viên kinh doanh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì vừa rồi là một món quà nhỏ nhỏ mà em có thu thập được từ những người bạn để gửi những lời chúc đến công ty. Tuy còn ngại và còn chưa dám lộ mặt, tuy nhiên thì những lời chúc này thật sự rất là ý nghĩa và đáng trân trọng, đúng không ạ? Bản thân em đã gắn bó với công ty hơn 2 năm nay, thì có một khoảng thời gian là chúng ta buộc phải ngừng kinh doanh vì đại dịch Covid-19. Thì trong cái khoảng thời gian này thì em đã đau đớn, em gục ngã và em đã từng nghĩ là mình sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng công ty được nữa. Tuy nhiên thì thật sự may mắn khi mà em tìm được sức mạnh của nội tại, em chiến đấu vì nó và cũng cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của ban giám đốc công ty trong khoảng thời gian khó khăn này, để hiện tại em vẫn ngồi ở đây vượt qua tất cả mọi khó khăn để đồng hành và gắn bó cùng tất cả mọi người. Và cuối cùng thì nhân dịp sinh nhật 20 năm của công ty TB Việt Nam thì em xin kính chúc cho công ty ngày càng thành công, phát triển bền vững, luôn giữ được vị trí và sự uy tín của mình trong nền công nghiệp mỹ phẩm tóc ngày càng khắc nghiệt này. Kính chúc cho đại gia đình TB có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng để có thể cùng nhau đồng hành đưa các sản phẩm chất lượng đến khách tiêu dùng Việt Nam và được các salon tóc ngày càng biết đến nhiều hơn nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau đón được sinh nhật TB lần thứ 21, 22 và nhiều hơn thế nữa. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người. Happy birthday TB Việt Nam!